Cứ khoảng 20 năm lại có một thế hệ mới gia nhập lực lượng lao động. Và nói một cách thành thực thì phần còn lại của thế giới như phát điên lên vì chuyện đó đấy. Bạn đang tự hỏi thế hệ Y là những ai, họ làm gì và có vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta phải không? Họ có thể chính là bạn, là những người xung quanh bạn đấy. Thế hệ Y mà tác giả đề cập đến trong cuốn sách là thế hệ sinh vào những năm 1982 đến năm 2004. Một thế hệ được các thế hệ trước nhìn nhận là những đứa trẻ có tư tưởng ăn sẵn, thiếu chuyên nghiệp và thiếu kiên nhẫn trong tác phong làm việc. Cuốn sách này được viết dựa trên những nghiên cứu mang tính đột phá của tác giả. Qua những tính cách và phẩm chất của thế hệ này được đúc kết lại, bạn có thể áp dụng được những năng lực của họ vào doanh nghiệp của mình để đạt được những kết quả đáng ghi nhận và tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Thế hệ Y lên ngôi sẽ giúp công ty bạn ứng phó hiệu quả với những thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh và vươn lên vị trí dẫn đầu. Jeremy Notter và Maddy Grant là hai tác giả của cuốn sách và họ cũng là hai chiến lược gia tài năng đã từng giúp nhiều doanh nghiệp, tổ chức tạo nên nền tảng văn hóa vững mạnh, thu hút nhân tài và phát triển trong kỷ nguyên số. Họ có tổng cộng 35 năm kinh nghiệm trong việc cố vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhiều ngành khác nhau như công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe, tài chính và phi lợi nhuận. Hai vị tác giả thường xuyên đi khắp quanh thế giới để diễn thuyết về những nghiên cứu của mình trên thế hệ Y. Trở lại với cuốn sách Thế hệ Y lên ngôi, hai tác giả chia cuốn sách thành 7 chương cả thể. Chúng được sắp xếp theo một thứ tự có thể đưa bạn đi từ những kiến thức cơ bản về phẩm chất và năng lực của thế hệ Y. Sau đó, hai tác giả sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để ứng dụng được những kiến thức ấy vào trong thực tế công việc tại công ty. Chương 1, bạn đã sẵn sàng. Chương 2, các thế hệ. Chương 3, kỹ thuật số. Chương 4, minh bạch. Chương 5, uyển chuyển. Chương 6, nhanh gọn. Chương 7, hãy cứ tiến hành cho đến khi được thấu hiểu. Bố cục của thế hệ Y lên ngôi được sắp xếp khá mạch lạc. Đây là một điểm khiến mình rất thích ở cuốn sách, bởi bạn có thể đọc random ở bất kỳ một chương nào vẫn có thể hiểu được nội dung của cuốn sách muốn truyền tải. Song để có thể hiểu được về bối cảnh mà chúng ta đang đứng khi tìm hiểu về thế hệ Y, bạn vẫn nên đọc từ những chương đầu tiên nhé. Thế hệ Y tốt hay xấu? Theo một khảo sát vào năm 2012, được thực hiện với 500 sinh viên mới tốt nghiệp đại học, thì 8% trong số đó được bố mẹ dẫn tới buổi phỏng vấn xin việc. Google gần đây mới tổ chức một ngày mang tên đưa cha mẹ tới công sở, và thực tế là có gần 2.000 phụ huynh đã tham dự sự kiện này. Từ trước đến nay, các thế hệ đi trước luôn tin rằng thế hệ Y là một vấn đề thực sự. Họ không chỉ quen được nâng như nâng trứng, đến mức cần có cha mẹ ở bên khi đi xin việc, mà còn thể hiện mong muốn tiếp tục được ngợi khen, ngay lập tức được thăng tiến và trao quyền nhiều đến mức bất hợp lý nơi công sở. Tuy nhiên, đây lại được khẳng định rằng nó chẳng phải một điều mới mẻ gì cả. Quay ngược lại với thế hệ X ở trước, thế hệ Y đơn giản cũng chỉ là một thế hệ mới lớn, cần hòa nhập vào môi trường công sở và cần thời gian để thích ứng. Mỗi thế hệ mới lại tạo ra sự dịch chuyển về giá trị, nên cứ khoảng 20 năm một lần, chúng ta phải điều chỉnh để thích nghi với thế hệ mới nhất. Cách tốt nhất những nhà quản lý doanh nghiệp cần làm không phải là ngồi nghiến răng thất vọng, mà là chấp nhận và sửa đổi bởi thế hệ Y một ngày nọ, rồi cũng sẽ trưởng thành và trở thành một phần chính của xã hội hiện tại. Có thể những nét tính cách của thế hệ mới này sẽ làm thay đổi bộ máy quản trị trong doanh nghiệp thì sao? Chúng ta đang sống trong cuộc cách mạng quản trị và thế hệ Y chính là một chất xúc tác trong cơn bão cách mạng hoàn hảo này. Trong cuốn sách Thế hệ Y lên ngôi này, tác giả đưa ra 4 năng lực tổ chức mà họ cho rằng là hành trang tốt nhất của các doanh nghiệp nhằm đạt được thành công trong cuộc cách mạng quản trị. 1. Kỹ thuật số. 2. Rõ ràng. 3. Uyển chuyển. 4. Nhanh gọn. Các thế hệ đổi mới là sự thay đổi nhằm tạo ra giá trị mới. Hai tác giả tin rằng những giải pháp hiệu quả nhất cho tương lai của các doanh nghiệp sẽ gắn liền với bối cảnh lịch sử mà chúng ta đang đứng ngày hôm nay. Bởi vậy, Jamie và Maddy, trước khi bắt tay vào đưa ra các giải pháp, thì sẽ vẽ cho độc giả thấy một bức tranh tổng thể về bối cảnh thời đại, giúp chúng ta khám phá nguồn gốc của những thay đổi về tính cách và phẩm chất của thế hệ Y. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thế hệ trước đó,
cho tới thời đại của thế hệ ngày hôm nay. Các thế hệ trước có gì mà giờ đây thế hệ Y lại có sự thay đổi đến thế? Quả là một câu hỏi khiến người ta thật tò mò phải không? Trong chương này có một lý thuyết khiến mình cảm thấy đặc biệt hứng thú. Cứ sau 4 thế hệ khoảng 80 đến 100 năm lại có một cuộc chiến trên quy mô lớn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và khởi đầu một thời đại mới. Điều này đúng tới nỗi nếu bạn quay ngược thời gian trở lại chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ vào những năm 1770. Đây rõ ràng là một sự thay đổi lớn khi thời kỳ thuộc địa nhường chỗ cho kỷ nguyên đầu tiên của chúng ta với tư cách là một quốc gia độc lập. Tiến về phía trước 80 hoặc 90 năm, kể từ thời điểm đó sẽ là nội chiến Hoa Kỳ, và 4 thế hệ sau giống như một cây kim đồng hồ miệt mài quay, lại có một bước chuyển tiếp khác, đại suy thoái và thế chiến thứ hai, đại diện cho sự chuyển đổi giữa thời cận đại và hiện đại ở Hoa Kỳ. Không chỉ phân tích những lý thuyết thú vị như thế, trong chương này, tác giả còn đưa ra rất nhiều ý kiến và nghiên cứu hay về sự đổi mới, mạng xã hội Internet, sự sung túc, sự đa dạng. Tất cả đều sẽ là những mảnh ghép giúp bạn hiểu hơn về các thế hệ trước và thế hệ mới, thế hệ Y mà chúng ta đang nói tới. Kỹ thuật số. Trong 4 mảng mà cuốn sách có nhắc tới, kỹ thuật số là đặc điểm nổi bật nhất. Tại sao ư? Bởi thế hệ Y bao gồm những người đầu tiên được tiếp xúc với công nghệ, với kỹ thuật số. Đó cũng chính là lý do chủ yếu tại sao kỹ thuật số lại là một đặc trưng tiêu biểu cho thế hệ Y. Bạn nhớ Amazon.com đã thành công như thế nào trong việc cung cấp dịch vụ của mình chứ? Đó là một trong những trang web bán hàng online nổi tiếng nhất thế giới, và cho tới ngày hôm nay, đó vẫn thuần túy chỉ là một nền tảng kỹ thuật số mà thôi. Thế hệ Y gia nhập lực lượng lao động khi trước đó đã dành nhiều năm sử dụng các công cụ kỹ thuật số để liên lạc với bạn bè. Cho dù khả năng này hứng chịu sự chỉ trích từ các thế hệ lớn tuổi, những người sợ rằng nếu phụ thuộc vào công cụ kỹ thuật số thì kỹ năng viết và giao tiếp sẽ suy giảm nghiêm trọng, thì vốn kỹ năng số của họ đã thực sự mang đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về mục đích sử dụng của từng công cụ. Thế hệ Y không chỉ thành thạo các công cụ kỹ thuật số, mà họ hiểu rằng bản thân công cụ và sự thoải mái của chính mình với nó không quan trọng bằng việc dùng đúng công việc. Thế hệ này sống thoải mái trong thế giới kỹ thuật số, nơi mọi thứ được cải tiến liên tục và việc học diễn ra trong mọi thời điểm. Trên thực tế, họ thậm chí còn cảm thấy bối rối vì những người thuộc thế hệ trước không chú trọng vào việc học và phát triển như họ. Dám nghĩ, dám làm, dám bước ra thế giới là những gì mà tác giả muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người về thế hệ Y. Cho dù ở bất cứ giai đoạn chuyển đổi của thế hệ nào đi chăng nữa, con người ta cũng sẽ cảm thấy thật khó khăn để thích nghi. Song thế hệ Y không hề tồi tệ như chúng ta vẫn tin tưởng. Thế hệ Y cũng có những ưu điểm vượt trội hơn so với các thế hệ trước. Đó chính là những phẩm chất giúp cho thế hệ Y tạo ra cuộc cách mạng trong quản trị doanh nghiệp. Điều những nhà lãnh đạo cần làm là tận dụng được những phẩm chất của thế hệ này để giúp doanh nghiệp lên ngôi. Cho dù bạn là giám đốc của một doanh nghiệp hay là một người thế hệ trước, thậm chí là người trong thế hệ Y, mình tin rằng cuốn sách này vẫn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn để hiểu hơn về thế hệ đang dần trở thành những người làm chủ trong lực lượng lao động thời đại mới đấy.